trăm đắng nghìn cay, tình mẹ tha thiết thâu tận trời bay. Những thánh chữ đó, họ sẽ nói:
chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh. Và có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu nguyện. Có dân tộc vĩ đại nào được thánh chỉ và quyết định công minh như tất cả lề luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt thanh niên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, ai được cứ ngủ, ai được cứ ngủ trên núi thánh của Ngài. Người đó sẽ luôn chẳng hề đáo đúng chuyện này. Hãy Chúa, ai được cứ ngủ, ai được cứ ngủ trên núi thánh của Ngài. Người chẳng gây hại bạn bè anh em mình, người dám coi khinh những phương lòng đầy gian nan. Người kính phục ai luôn tôn sợ danh Chúa Trời, người đó sẽ luôn chẳng hề náo núng chuyện dài. Thầy Chúa, ai được cứ ngủ, ai được cứ ngủ trên núi thánh của Ngài. Người chẳng lôi thề dù gặp bao thua thiệt, người chẳng cho vay lấy lời của người tung thiếu, chẳng hối lộ ai gây phương hại người lương thiện. Người đó sẽ luôn chẳng hề đáo đúng chuyện lại. Bài trích thư của Thánh Gia Cô Vê Tông Đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều cứu xuống từ Cha là đứng dựng nên muôn tinh tu, nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vận khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của người. Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức tinh thiện và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thâm viếng cô nhi quả phụ. Alleluia, 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 alleluia. Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia, 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 alleluia.
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngồi trở về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ những điều, những tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ dùng. Vậy người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là để luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác tán, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu đó đều từ trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Ban đại diện cộng đoàn, các ban ngành hội cùng quý ông bà anh chị em trong cộng đoàn Nữ Vương Minh Côi. Hôm nay hội các bà mẹ Công giáo chúng con mừng bổn mạng và chúng con có nghi thức nhập hội. Và sau đây là nghi thức nhập hội. Và sau nghi thức nhập hội, chúng con sẽ lặp lại 10 điều tâm niệm của hội. Bây giờ xin mời chị Maria Trương Thị Tuyết Mai trong thời gian nghi thức. Chúa điều gì? Chị có nhận định rõ ràng mục đích và tôn chỉ của hội các bà mẹ Công giáo chưa? Chị có công nhận người mẹ là phản ảnh tình thương của Thiên Chúa không? Nhớ đến những cố gắng mà chúng con phải làm để được xứng đáng mang lấy. Xin Chúa thương giúp lành và thánh hóa những dấu hiệu này. Xin hãy ban cho những ai cung kính mang dấu hiệu này mà tự nhớ tới Chúa khi được hưởng nhiều ơn ở đời này, về sau được về thiên đàng. Vì danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Để tất cả các hội viên mọi các bà mẹ con giáo cùng là 10 điều. Oh.
cha linh hướng của hội các bà mẹ công giáo chúng con. Kính thưa quý sơ, kính thưa ông chủ tịch, kính thưa ban chấp hành cộng đoàn, các ban ngành hội cùng toàn thể quý ông bà anh chị em trong cộng đoàn Vương Vân Khôi. Hôm nay hội các bà mẹ công giáo chúng con mừng bổn mạng và hôm nay chúng con có thêm được một hội viên mới. Con xin thay mặt cho hội các bà mẹ công giáo cộng đoàn Vương Vân Khôi chân thành cảm ơn cha chánh xứ đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho hội chúng con. Cha luôn luôn yêu thương, nâng đỡ và tạo mọi điều kiện dễ dàng cho mọi sinh hoạt cho hội chúng con. Đặc biệt hôm qua cha đã giúp cho hội chúng con một buổi tĩnh tâm thật sốt sáng và tuyệt vời để mừng một lễ bổn mạng của hội. Chúng con rất chân thành cảm ơn cha. Xin cảm ơn ông chủ tịch, ban đại diện cộng đoàn, các ban ngành hội, hội thánh dư xe luôn giúp đỡ hội mỗi khi cần. Cảm ơn cha đoàn thành tâm đã dâng lời ca tiếng hát lên Thiên Chúa và cầu nguyện cho hội. Cảm ơn ông Hòa ban trang trí đã trang trí tòa thánh Monica bổn mạng của hội rất đẹp. Vâng, cảm ơn quý ông bà anh chị em trong cộng đoàn Nữ Vương Mân Côi luôn luôn yêu thương và cầu nguyện cho hội chúng con. Hội chúng con được đến ngày hôm nay là nhờ lời cầu nguyện và nâng đỡ của cha chánh xứ cùng quý cộng đoàn. Kính xin cha cùng quý cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho hội chúng con. Nguyện xin Chúa và mẹ Maria ban nhiều ơn lành xuống trên cha, ban đại diện cộng đoàn, các ban ngành hội cùng toàn thể quý cộng đoàn. Và sau thánh lễ, trước hết chúc mừng lễ quan thầy của hội các mẹ và mẹ công giáo Thánh nữ Monica. Thánh nữ Monica sống một cuộc đời như thế nhưng có rất nhiều cái nhân đức để cho chúng ta học hỏi, đặc biệt là các bà mẹ trong các gia đình. Cái nhân đức của Ngài muốn cho các bà mẹ công giáo học nơi Ngài đó là cái sự kiên trì, cái sự nhẫn nại, cái sự bền đổ trong lời kinh nguyện. Nhờ cái sự kiên trì của thánh nữ trong đời sống cầu nguyện, thánh nữ, lời cầu nguyện của thánh nữ đã đưa được người mẹ chồng của mình trở về với Thiên Chúa, và sau người chồng, sau mẹ chồng lại đến người chồng của mình, và sau người chồng lại đến người con phong đàn của mình là thánh Augustino. Có lẽ chúng ta cũng biết. Thì nhân dịp đây thì xin chúc mừng bổn mạng hội các bà mẹ công giáo, và cũng xin thay lời của cộng đoàn xin cảm ơn hội các bà mẹ công giáo rất là nhiều trong những cái công tác giúp cho cộng đoàn, cho giáo xứ, trong những cái sinh hoạt. Chúng ta thấy trong các cái sinh hoạt của cộng đoàn, của giáo xứ luôn luôn có sự hiện diện của các bà mẹ công giáo, cũng như sự giúp đỡ của các bà mẹ công giáo trong các cái sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ. Thay lời cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng và xin cảm ơn hội các bà mẹ công giáo rất là nhiều. Hôm nay thì vì cái dịch bệnh Covid vẫn còn lãng vãng đâu đó cho nên cũng đang sống trong cái tinh thần kiên nhường. Cho nên hội các bà mẹ công giáo chỉ hôm nay chỉ mời chúng ta là bánh ngọt. Nhưng mà không thể ăn bánh ngọt không nếu không có cái gì nó mặn trước. Điền qua sống đời cho người cần mong. Chúa nhiều, Chúa ơi.
cầu cho chúng con. 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 Tình yêu Chúa luôn tràn hòa.
Chúa luôn đưa về người con bay lâu lạc đường, vượt đường xa tìm con dù lòng sầu heo hon, nhưng trong một niềm tin nơi Chúa luôn đưa về người con bay lâu lạc đường, vượt đường xa tìm con dù lòng sầu heo hon, nhưng trong một niềm tin nơi Chúa luôn.